Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình tập thể lãnh đạo năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy. Báo cáo kiểm điểm phê bình và tự phê bình của tập thể lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2021 do đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày nêu rõ, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo đoàn đã ban hành chương trình công tác năm, chỉ đạo các đại biểu Quốc hội ở địa phương xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện, bám sát nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 để chủ động xây dựng chương trình và phân công các đại biểu nghiên cứu sâu các dự án luật, tổ chức hội nghị hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các thành phần. Trong năm, lãnh đạo đoàn phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề, tổ chức đoàn khảo sát tình hình kinh tế xã hội của địa phương, tổ chức giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và việc thi hành một số dự án luật. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã giúp cho đại biểu Quốc hội lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, hiến kế của cử tri tới Đảng, Nhà nước. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tập hợp đầy đủ, trung thực và chuyển tới các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Quốc hội gắn bó chặt chẽ và tin tưởng. Trong năm, đoàn đã tiếp gần 43 lượt công dân, tiếp nhận 59 đơn thư kiến nghị, xem xét và giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Lãnh đạo đoàn đã phân công các đại biểu chủ động nghiên cứu sâu, tích cực chuẩn bị 36 lượt ý kiến phát biểu tham gia thảo luận vào các nội dung của kỳ họp Quốc hội, đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn và tâm tư nguyện vọng của cử tri, tăng cường việc chất vấn tại hội trường các thành viên của chính phủ, tập trung vào những vấn đề bức xúc, những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm. Qua đó nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của cử tri đối với hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và vị thế của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt đạt được, những hạn chế trong hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội trong năm qua và đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đoàn trong năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến phát biểu hết sức thẳng thắn, sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định những kết quả, hạn chế, phương hướng khắc phục được chỉ ra ở hội nghị sẽ được lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện trong báo cáo kiểm điểm phê bình và tự phê bình của tập thể lãnh đạo đoàn năm 2021, nhất là bổ sung thêm nhiều giải pháp nhằm đổi mới hơn nữa hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, khảo sát và công tác xây dựng pháp luật, qua đó sẽ quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong năm 2022.